Nga tấn công sở chỉ huy, phá hủy loạt khí tài Ukraine trên chiến tuyến. UAV Nga phá hủy xe bọc thép của phương Tây. Hòa thần TOS-1A của Nga pháo kích căn cứ Ukraine. Nga khai hỏa pháo phòng không, phá hủy cứ điểm Ukraine ở Bakhmut. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, Nga tuyên bố tấn công 3 sở chỉ huy của Ukraine và phá hủy nhiều khí tài của đối phương trong các cuộc giao tranh vào đêm ngày 15 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố, một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và ba sở chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 67, Lữ đoàn Hoạt động đặc biệt số 31 của quân đội Ukraine và Trung đoàn số 50 của lực lượng vệ binh quốc gia đã bị phá hủy gần khu định cư Serebianska ở Donetsk. Ở khu vực Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của quân đội Ukraine và phá hủy một kho đạn của đối phương trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo hướng Kupiansk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã tiến hành các hoạt động tích cực với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh, đẩy lùi hai cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 57 của quân đội Ukraine gần khu định cư Sinkovka của vùng Kharkov phía Nga xác nhận Ukraine đã tổn thất 30 quân nhân, một xe tăng, hai xe bán tải trong trận chiến ở Kupiansk. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thêm, trong cuộc phản pháo, Nga đã loại bỏ hệ thống pháo M777 và pháo phản lực M114 do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo tự hành Kovdika, pháo D-20 và trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đẩy lùi ba cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Krasny-Liman và gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Thiệt hại của đối phương lên tới 180 người, hai phương tiện cơ giới, một pháo tự hành Akasia và một pháo tự hành Kovdika. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine cũng chịu tổn thất về người và vũ khí trang bị ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam cùng máy bay và pháo binh đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương tại các khu vực gần các khu định cư Razolovka, Andreyevka, Kurychevka, Nikolayevka và Kudymovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tổn thất của đối phương lên tới 220 người, một xe tăng và 7 phương tiện cơ giới. Trong các cuộc giao tranh, lực lượng Nga đã làm tê liệt hệ thống pháo tự hành CR do Pháp sản xuất và pháo tự hành Kraab Lan sản xuất, hai pháo Msta-B và một pháo chống tăng MT-12. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho ba lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk, hạ khoảng 140 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới trong 24 giờ giao tranh. Tại mặt trận Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Ukraine và gây thiệt hại cho quân nhân và khí tải quân sự của Ukraine, hạ hơn 40 binh sĩ đối phương trong ngày. Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk và phá hủy 30 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 535 máy bay chiến đấu, 254 máy bay trực thăng, 893 UAV, 441 hệ thống tên lửa đất đối không, 13.396 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.184 hệ thống pháo phóng loạt, 7.105 pháo giã chiến và súng cối cùng các loại vũ khí khác của Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, quân đội Nga đã loại bỏ một số xe bọc thép của Ukraine do phương Tây cung cấp trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev đang dậm chân tại chỗ. Một số kênh Telegram của Nga đã đăng đoạn video quay từ trên cao cho thấy một phương tiện dường như là xe chiến đấu Bradley đang giao tranh với lực lượng Nga. Cuộc đục độ được cho là diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, khu vực gần Stepove, phía bắc Adyevka, nhưng không rõ thời điểm chính xác. Video cho thấy đơn vị thiết giáp hoạt động mà không có sự hỗ trợ của bộ binh, đã đạn xối xả vào những người lính Nga đang ẩn nấp. Đoàn video sau đó ghi lại cảnh chiếc xe này cố gắng rời khỏi khu vực nhưng ngay lập tức hứng chịu một vụ nổ. Kênh Telegram Noe Obozerenye Military Review cho biết chiếc Bradley đã bị một máy bay không người lái FPV của Nga bắn trúng khi rút lui. Đoạn video sau đó cho thấy một số xe bọc thép của NATO, bao gồm xe Bradley và ít nhất một xe tăng Leopard đã bị vô hiệu hóa, dường như là bị quân đội Ukraine bỏ lại. Bình luận về tình hình chung trong khu vực, kênh Voenoye Obozerenye mô tả Stepove là một ngã ba quan trọng, nên việc kiểm soát khu định cư này có thể giúp quân đội Nga cắt nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine ở Avdivka. Quân đội Nga vừa qua công bố video ghi lại cuộc tấn công vào các vị trí đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraina ở làng Grinky, nằm ở tả ngạn sông Nhép, thuộc vùng Kherson. Đoạn video cho thấy quân đội Nga sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sonsepec để tấn công vào căn cứ của Ukraina. Thời gian thực hiện vụ tấn công và thiệt hại của đối phương không được phía Nga tiết lộ. Theo ghi nhận, Ukraine đang nỗ lực giữ vững vị trí mới ở tà ngạn sông Dnipro, song song với việc mở rộng đầu cầu đổ bộ ở khu vực do Nga kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW đưa tin, Ukraine đã giành được các khu vực ở làng Krinky, cách con sông khoảng 1,6 km và tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở phía nam. Theo truyền thông Ukraine, các lực lượng của nước này đang bắt tay xây dựng tuyến phòng thủ tại 4 địa điểm dọc theo tà ngạn con sông, trải dài trên vùng lãnh thổ dài khoảng 32 km. Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không của nước này khai hỏa súng máy phòng không ZPU-4 và pháo phòng không S-60 phá hủy cứu điểm của Ukraine ở hướng Bakhmut. Trong khuôn khổ của tấn công, quân đội Nga đã phá hủy hàng chục vị trí của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, để tăng khả năng cơ động và di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, các hệ thống phòng không này đã được lắp đặt trên khung gầm của xe tải Uran. Lực lượng vũ trang Nga đang nỗ lực cải tiến và hiện đại hóa vũ khí cũng như khí tài quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Súng máy phòng không ZPU cỡ nòng 14,5 mm được thiết kế năm 1944 và sản xuất năm 1949 tại Liên Xô. Loại súng máy này có rất nhiều biến thể như ZPU1, ZPU2 và ZPU4. Đây là vũ khí rất được ưa chuộng trên chiến trường vì có hỏa lực mạnh và dễ tìm kiếm đạn. Ngoài vai trò phòng không, chúng cũng có thể được sử dụng làm vũ khí tấn công mặt đất. Còn pháo phòng không S-60 cỡ nòng 57mm là loại pháo cao xạ tự động dùng để phòng không do Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Đây là loại pháo có tầm bắn thấp và gần trung bình. Không chỉ đảm nhiệm vai trò phòng không, vũ khí này cũng được sử dụng để chống lại các loại xe thiết giáp hạng nhẹ và máy bay tầm thấp. Pháo được đặt trên bệ và có thể xoay 360 độ, tốc độ bắn 70 phát một phút. S60 thường được triển khai cùng với hệ thống điều khiển, máy chỉ huy PUAZO-660 và radar SON-99A hoặc máy bay chỉ huy PUAZO-5 và radar SON-4. Reuters ngày 15 tháng 11 đưa tin, ông Vladimir Sado, thống đốc tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine cho biết, lực lượng của Ukraine đã tìm cách để vượt sông Đề Nhép. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng quân Nga đã nhanh chóng dồn ép và chút mưa hỏa lực về phía lực lượng Ukraine. Ông Sando cho hay, chúng tôi đã đưa thêm viện binh tới, đối phương bị xa bẫy ở Krinky. Một địa ngục rực lửa đã được sắp đặt cho đối phương, gồm bom, tên lửa, hệ thống hỏa lực hạng nặng, đạn pháo và máy bay không người lái. Ông Sando cho biết thêm, chỉ trong 2-3 ngày, họ đã mất ít nhất 1,5-2 đại đội khi tìm cách vượt sông và bám trụ ở tà ngạn sông Donetsk. Thời gian sống sót của một binh sĩ Ukraine ở tà ngạn sông chỉ hơn 2 ngày. Theo quan chức này, mỗi ngày Nga bắt giữ 2-3 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kherson. Sông Donetsk được coi là ranh giới giữa chiến tuyến của Ukraine và Nga sau khi Moscow rút quân khỏi bờ Tây, dựng hàng phòng thủ kiên cố ở bờ Đông từ cuối năm ngoái. Kể từ đó đến nay, Ukraine nhiều lần thực hiện các cuộc vượt sông, đột kích vào cứ điểm của Nga ở bờ Đông, Donetsk việc đổ bộ thành công sang bờ đông đánh dấu một bước tiến lớn của Ukraine trên chiến tuyến kéo dài hơn 1.000 km với Nga. Cùng thời điểm này, quân đội Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử bí mật RB-636 Svetka-U của Nga. Đoạn video được quay từ trên cao cho thấy lực lượng Ukraine phát hiện tổ hợp tác chiến điện tử của Nga ẩn náu trong khu rừng. Ngay sau đó, quân đội Ukraine xác nhận vị trí thiết bị của Nga và khai hỏa khiến cho tổ hợp tác chiến điện tử nổ tung. Ukraine không tiết lộ thời gian và địa điểm thực hiện vụ tấn công. phía nga cũng chưa bình luận về thông tin trên. Tổ hợp RB-636 Sverdkau được quân đội nga tiếp nhận và đưa vào thành phần tác chiến từ năm 2012. Tổ hợp này được trang bị với số lượng nhỏ và hoạt động một cách bí mật cao. RB-636 Sverdkau có chức năng đánh giá môi trường điện tử, tìm kiếm, phát hiện và phân tích bức xạ vô tuyến, cũng như xác định vị trí của các nguồn phát triển trên băng tần VHF và UHF khi chúng làm việc với các tổ hợp điều khiển kỹ thuật và tình báo điện tử cố định cũng như di động tương tự. Theo giới chuyên gia, tổ hợp tác chiến điện tử này, ngoài khả năng vô hiệu hóa, không cho máy bay không người lái UAV đối phương tiếp cận, còn có thể ép chúng hạ cánh nếu tiếp cận khu vực phát sóng. Trước tình hình chiến sự đang diễn ra căng thẳng, Tổng thống Zelensky thừa nhận, nước này đã mất quá nhiều người trong cuộc xung đột hơn 20 tháng với Nga. Ông cũng tuyên bố rằng Ukraine không thể chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng trong bế tắc và đây là lý do mà Kiev phải tìm cách chấm dứt chiến tranh. Ông cho biết nếu đây là một cuộc xung đột bế tắc và đóng băng, chúng ta phải thành thật nói rằng con cháu chúng ta sẽ phải đối mặt với chiến sự. Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi, chúng ta liệu có muốn sống như thế này hay không? Khi biết rằng chúng ta sẽ nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên để rồi chúng đi tham gia chiến trận. Theo ông, tình trạng bế tắc là một bước lùi có tính chất tạm thời và Ukraine phải chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo cũng cho rằng có nhiều cách để khiến cho xung đột khép lại, nhưng cái kết phải là điều ác phải nhận hậu quả đau thương. Ông Zelensky cho biết, khi chiến sự kết thúc, Nga phải bắt đầu tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và hiến trương Liên Hợp Quốc, cũng như rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông cho hay, đúng, kịch bản đó không phải là sự khôi phục lại công lý, bởi vì những gì mà Nga đang làm ở Ukraine sẽ cần phải được xử lý. Kịch bản trên sẽ không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nó sẽ là sự kết thúc của chiến sự. Trước đó, Valery Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, rất có thể sẽ không có một bước đột phá nào trong cuộc xung đột khi Ukraine đã phần công Nga được gần nửa năm và chưa giành được bước tiến đáng kể. Ông cũng cảnh báo nếu chiến sự rơi vào bế tắc, Nga sẽ là bên hưởng lợi vì họ có thời gian để tái chuẩn bị lực lượng, năng lực tác chiến. Ông Zelensky đã không cai không đồng tình với đánh giá của ông Zaluzhny, nhưng thừa nhận rằng người dân mệt mỏi sau hơn 20 tháng chiến sự bùng phát. Chuyển qua các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự ở giải Gaza, người phát ngôn tiếng Ả Rập của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đăng một đoạn video dài một phút về vụ phá hủy tòa nhà lập pháp của chính quyền Hamas hôm 15 tháng 11. Hình ảnh từ video cho thấy tòa nhà bị hư hại nặng, phát nổ thành cột khói và bụi, trong khi binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel IDF xuất hiện ở chiến hào gần đó. Quan chức Israel thông báo, hôm nay, lực lượng vệ binh của chúng tôi đã cho nổ tung trụ sở của cơ quan lập pháp Hamas ở giải Gaza như một phần của việc xóa bỏ lực lượng này. Trước đó, IDF hôm 13 tháng 11 tuyên bố, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 7 và Lữ đoàn Bộ binh Golan của Israel đã chiếm được một số địa điểm như trụ sở cơ quan lập pháp của Hamas, các tòa nhà chính quyền và trụ sở cảnh sát. Quân đội Israel cũng nói đã kiểm soát dinh thống đốc ở Gaza nơi đặt các văn phòng của lực lượng quân sự và cảnh sát Hamas, văn phòng cơ quan tình báo và các địa điểm khác được dùng trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel. Trong khi đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin, Hamas dường như đã đồng ý với đề xuất của Qatar về việc thả 50 con tin để đổi lấy 3 ngày ngừng bắn với Israel. Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Qatar cho biết, nước này đã làm trung gian cho một đề xuất giữa Hamas và Israel. Theo đề xuất, Hamas sẽ thả 50 con tin là dân thường từ Gaza để đổi lấy 3 ngày ngừng bắn từ Israel. Đề xuất thỏa thuận đang được đưa ra thảo luận và có sự phối hợp của Mỹ. Ngoài ra nó cũng có điều khoản Israel thả một số phụ nữ và trẻ em Palestine và cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo từ bên ngoài vào Gaza. Theo phía Qatar, Hamas dường như đã đồng ý với những nội dung chung của thỏa thuận này, nhưng Israel thì chưa đồng ý và họ vẫn đang đàm phán chi tiết. Nếu hai bên thống nhất được ý kiến, đây sẽ là đợt thả con tin lớn nhất của Hamas kể từ khi lực lượng này tấn công các khu vực do Israel kiểm soát ngày 7 tháng 10 và bắt 240 người về giải Gaza. Trước đó, Hamas mới chỉ thả vài con tin, Quốc gia vùng vịnh Qatar được xem là trung gian liên lạc trực tiếp với Hamas và Israel. Trước đây, nước này từng giúp hai bên thống nhất các thỏa thuận ngừng bắn. Hamas cũng được yêu cầu cung cấp danh sách hoàn chỉnh các con tin dân thường đang bị giam giữ ở Gaza. Quan chức Qatar nói, việc thả toàn bộ con tin hiện chưa được thảo luận. Trước đó, cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Qasam, hôm đầu tuần nói với Qatar rằng họ sẵn sàng thả 70 phụ nữ và trẻ em để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt tay chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt nhau, mặt đối mặt lần đầu tiên sau một năm. Tổng thống Joe Biden ngày 15 tháng 11 đã chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tới một cuộc gặp thượng đỉnh ở California. Hai nhà lãnh đạo đã chào nhau bên ngoài một sinh thự theo phong cách phục hưng ở phía nam San Francisco, nơi của đàm phán sẽ diễn ra với tư cách là chủ nhà ông biden bước ra khỏi tòa nhà trước để chào đón ông tập cận bình sau đó di chuyển bằng xe hơi tới khu vực thảm đỏ bắt tay ông biden hai nhà lãnh đạo bước vào bên trong nơi diễn ra cuộc gặp ông biden cho biết ngài chủ tịch chúng ta đã biết nhau từ lâu chúng ta không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau nhưng các cuộc gặp của chúng ta luôn thẳng thắn và hiệu quả ông cũng cho rằng không có gì có thể thay thế được các cuộc thảo luận trực tiếp Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, chúng ta phải đảm bảo rằng cạnh tranh giữa hai nước không biến thành xung đột và chúng ta phải quản lý nó một cách hiệu quả, đồng thời hợp tác cùng nhau khi điều đó mang lại lợi ích. Ông Biden tiếp tục đề cập đến những thách thức toàn cầu quan trọng bao gồm cả biến đổi khí hậu, vấn nạn ma túy và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà Mỹ đang tìm cách thương thảo với Trung Quốc. Ông tập cho hay, mối quan hệ Trung Mỹ vốn là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng lớn về những thay đổi toàn cầu đang ngày càng gia tăng. Ông cho biết, mối quan hệ Trung Mỹ chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió trong hơn 50 năm qua và nó luôn phải đối mặt với những vấn đề này hay vấn đề khác. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước bất chấp những vấn đề. Ông tập nói thêm, đối với hai nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ, việc quay lưng lại với nhau không phải là một lựa chọn. Trái đất đủ lớn để hai nước cùng thành công và thành công của nước này là cơ hội cho nước kia. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo trong một năm. Sự kiện này cũng đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ trong 6 năm. Giới chức Mỹ và Trung Quốc kỳ vọng để hai nhà đàm phán xuống thang căng thẳng. Cuộc gặp dự kiến sẽ kéo dài trong 4 giờ đồng hồ. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy ấn like, subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!